đến một món quà âm nhạc để tặng đến tất cả quý vị khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Một tràng với tay thật lớn, tay lời cảm ơn đến chú rể Tiến Nam. Vâng, và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với những giây phút thật bất ngờ, thật vui và thật hạnh phúc. Quý vị ngồi bình tĩnh, có biết là những phút nào không ạ? Vâng, chú rể Tiến Nam sẽ trao một nụ hôn đồng thắm đến cô dâu Bình Hưng. Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì sao quý vị? Vâng, quý vị nói hôn đi. Và những chàng vỗ tay thân đồng nhiệt. Xin mời cô dâu chú rể thực hiện nụ hôn này ạ. Rất sẵn sàng quý vị. Vâng, một nụ hôn rất đồng thắm. Nhưng tài cũng rất thất luôn. Vâng, xin cảm ơn những chàng vỗ tay quý vị. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể đã tham gia chương trình. Vâng, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến một vị gia đình. Vâng, một vị khách mời đầu tiên tham gia phần ca nhạc. Vì từ đầu chương trình đến giờ là những vị gia đình nhà trai, nhà gái cũng như tất cả quý vị tham gia chương trình. Vâng, ngay bây giờ là một vị khách nữ đầu tiên, đó là chị Thủy. Xin mời quý vị cùng sẵn sàng trình bày ca khúc Em ơi 60 năm cuộc đời, một sáng tác nghệ sĩ Y Vân. Xin mời chị Thủy chúng ta sẵn sàng ạ. Vâng, một trang phục rất ấn tượng, một trang của ta thật lớn luôn đi. Vâng, vì khách nào có tinh thần gây bộ, xin mời bước lên nhà sân khấu để gây bộ cho vui trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn chị Thủy đã đem đến một không khí rất vui.